kênh của Lân Coffee thì cách mà người Sài Gòn uống cà phê như thế nào và cách pha cà phê đen của người Sài Gòn như thế nào thì các anh chị hãy cùng em tìm hiểu vào ngày hôm nay nhé. Thì như anh chị đã biết là cà phê là một thức uống không thể thiếu đối với người Việt Nam chúng ta, và cái cách uống cà phê đen của mỗi vùng miền cũng sẽ khác nhau. Vậy thì cái cách người Sài Gòn uống cà phê đen như thế nào thì các anh chị hãy cùng em tìm hiểu ạ. Thì đầu tiên á, là người Sài Gòn pha cà phê vào những cái phin lớn như thế này nha anh chị. Đây là dành cho những cái quán mà rang xay cà phê nguyên chất. Thì khi mà họ pha cà phê á, họ sẽ pha vào buổi tối trước khi họ nghỉ bán, hoặc là họ pha vào buổi sáng sớm, tức là từ 4 đến 5, 6 giờ sáng họ sẽ dậy sớm để pha cà phê. Thì sau khi mà pha cà phê xong á, thì cà phê sẽ có được cái nước cốt cà phê như thế này ạ. Và họ sẽ bảo quản trong những cái chai thủy tinh hoặc là chai nhựa, họ sẽ bảo quản ở ngăn mát. Thì cà phê có thể bảo quản được 16 tiếng nha anh chị. Thì khi mà khách hàng vào gọi cà phê đen đá thì họ sẽ pha như thế này ạ. Đầu tiên họ sẽ lấy một lượng cà phê vừa đủ cho một ly. Thì đối với người Sài Gòn thông thường, cái nước cốt cà phê cho một ly cà phê đen á là từ 50ml nước cốt nha anh chị. Thì đây họ sẽ lấy 50ml nước cốt. Họ sẽ cho vào ly như thế này ạ. Tiếp theo là họ sẽ cho đường. Thì có một số nơi á, là người ta sẽ dùng đường hạt, và cũng có một số nơi là người ta sẽ dùng nước đường nha anh chị. Ở đây em sẽ dùng nước đường ạ. Thì đối với nước đường của Lân Coffee á, là một ly cà phê đen là 10ml. Còn nếu như mà anh chị nào mà chưa biết công thức pha nước đường của Lê Ông á, anh chị có thể comment bên dưới, em sẽ gửi cho anh chị cái link cách thức pha nước đường ạ. Rồi họ sẽ cho nước đường vào ly cà phê đen. Và tiếp theo là họ sẽ đánh lên nha anh chị, đánh bọt lên ạ. Đây mình sẽ dùng cái cây đánh bọt này để mình đánh lên. Rồi. Mình không có cây đánh bọt như thế này thì cũng có thể là mình dùng muỗng mình đánh lên nha anh chị. Sau khi đánh lên xong thì chủ quán họ sẽ cho đá vào như thế này ạ. Và như vậy là xong một ly cà phê đen đá ở Sài Gòn. Thì đó là cái cách pha cà phê đen đá của người Sài Gòn nha anh chị. Rất là nhanh chóng đúng không ạ? Còn một số vùng miền á, thì khi mà họ uống cà phê đen á, thì thông thường là họ sẽ đem nguyên cái phin này ra luôn. Tức là uống trên phin nhỏ, họ không pha sẵn như thế này, mà sẽ pha từng phin nhỏ. Miền Trung và miền Bắc thì họ sẽ pha phin như thế này. Và khi mà khách hàng vào uống á, thì họ sẽ cho luôn cái phin này ra, đang nhỏ giọt cà phê. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cái cách pha cà phê đen đá ở Sài Gòn, cũng giống như là cách uống cà phê của người Sài Gòn. Thì nếu anh chị thích video này thì hãy like và share giúp em ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.